Tiếp tục chuỗi video về học LabVIEW 2017 từ con số 0. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc vòng cấu trúc for. Trong video trước thì chúng ta đã sử dụng cái cấu trúc vòng lặp tên là while rồi. Hôm nay thì sẽ dùng for. Thì trong cái LabVIEW ấy thì hai cái vòng lặp for và while là hai cái vòng lặp thường xuyên sử dụng. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng, sau đó là có một số những lưu ý. Thì đầu tiên gọi vòng lặp for ra thì chúng ta sẽ vào cái block diagram này, cái chuột phải này, vào structure và vào vòng for loop đây. Sau đó chúng ta sẽ kéo nó kéo và để cái chương trình bên trong, thì ở đây nó sẽ hiện lên hai cái là cái n và cái i. Thì ở đây chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Thì đây chúng ta sẽ có hai cái chỗ n và i. Thì cái i này nó giống như cái i của trong vòng lặp while rồi, còn cái n này nó kiểu dạng như là nó đếm số vòng lặp. Thì chúng ta nghĩa là chúng ta có thể set được cho nó là bao nhiêu vòng lặp chẳng hạn. Ví dụ đây nhá, nó là numeric, ví dụ mình muốn cho nó chạy là 5 vòng lặp chẳng hạn, hay là 4 vòng, 3 vòng lặp đi, 3 vòng lặp được chưa? Đó. Giờ mình sẽ cho nó bé bé lại. Ok, thì đây là nghĩa là khi mà chúng ta ấn cái này thì nó sẽ chạy vào khoảng theo cái số vòng lặp mà chúng ta hiển thị ở bên trên cái góc bên màn hình như này. Thì chúng ta sẽ thêm một cái cơ cấu chỉ thị nữa, create incubator. Đây bây giờ cái này ấy, tức là cái numeric số 5 này, cái này nó sẽ đếm xem cái của chúng ta chạy được bao nhiêu vòng lặp. Bây giờ mình sẽ chạy thử nha, xem nó chạy đến bao nhiêu. Cái số này có vẻ là hơi bé thì chờ chúng ta tăng nó lên một chút nhé. Thì vòng lặp for khác vòng lặp while ở cái chỗ là nó không có cái nút stop. Cho chạy này. Tại sao nó lại nhảy nhanh như vậy? Thì do là chúng ta chưa cài đặt nó trong cái thời gian thực, thì chúng ta sẽ phải thêm một khối timing vào đây để cho nó không chạy quá nhanh, đúng không? Grid này, indicator, thêm một cái hằng số. Thông thường chúng ta sẽ thể để nó 1000. Rất là nhiều người cũng sẽ để 1000 này. Giờ mình sẽ chạy lại nhé. Giờ xem nó đếm này. Đấy, tức là khi mà chúng ta thêm cái khối thời gian này thì nó sẽ cứ trễ một giây là nó mới nhảy cái số này lên. Đây chính là cái cơ cấu chỉ thị. Thì ở đây cái chữ n này nghĩa là chúng ta muốn nó bao nhiêu vòng thì nó sẽ thì chúng ta sẽ set ở đây. Còn cái indicator này nó là cái cơ cấu chỉ thị. Thì tại sao nó lại chỉ đếm đến số 19 này thôi? Thì đây là do cái cấu trúc của cái lòng vòng lặp for này. Ở đây là nó sẽ cái chữ n này thì là chúng ta sẽ là 20, còn cái hiển thị thì nó chỉ là 19, tại vì nó chạy đến cái vòng lặp số 20 là nó đã dừng rồi. Thì do vậy là cái mà chúng ta có thể đếm được thì nó sẽ có công thức là n trừ 1. Thì chúng ta hãy nhớ cái này để sau này có thể là sẽ sử dụng nhiều. Nghĩa là chúng ta muốn set một cái là n này, là cái chữ n này chẳng hạn, thì cái chỉ thị lên ấy, nó chỉ là n trừ 1 mà thôi. Thì đây là một cái giới thiệu qua về cái cấu trúc vòng lặp for. Thì trong các video sau nữa thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Video này chỉ mang tính chất là giới thiệu thôi.